Những công dụng của hoa đậu biếc: hoạt chất trong hoa đậu biếc giúp máu lưu thông tốt đến mọi ngóc ngách cơ thể, giúp nuôi dưỡng tốt da lông, làm chậm sự lão hóa, ngăn ngừa rụng tóc và làm cho tóc đen bóng mượt. Nhiều nghiên cứu cho thấy hoa đậu biếc cải thiện đáng kể nguy cơ tử vong do động mạch vành vì giúp bảo vệ thành mạch, ngừa sơ cứng mạch máu, giảm thuyên tắc máu, ngăn ngừa huyết khối não và giảm huyết áp. Hoa đậu biếc cũng có thể tăng tiết insulin, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, làm giảm một phần nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Việc tăng cường máu đến các cơ quan cũng giúp cho dòng chảy của máu qua các mao mạch của mắt được cải thiện, làm mắt được bảo vệ tốt, thị lực tăng lên. Theo các tài liệu cổ, hoa đậu biếc có tác dụng an thần, giảm lo âu, ngừa trầm cảm là do màu xanh của hoa. Đây là lý luận của Ayurveda Ấn Độ và Trung Y. Trong món ăn, thức uống làm từ hoa đậu biếc đã có những hoạt chất có ích, nên hiển nhiên cơ thể được tăng cường sức khỏe, bớt mệt mỏi.